Rơi xuống đời con miên man.
Nazareth. Matthew chương 13. Khi Đức Giêsu kể các dụ ngôn ấy xong, Người đi khỏi nơi đó. Người về quê giảng dạy dân chúng trong hội đường của họ, khiến họ sửng sốt và nói: Bởi đâu ông ta được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế? Ông không phải là con bác thợ sao? Mẹ của ông không phải là bà Maria? Anh em của ông không phải là các ông Jacobe, Joseph, Simon và Judah sao? Và chị em của ông không phải đều là bà con lối xóm với chúng ta sao? Vậy bởi đâu ông ta được như thế? Và họ vấp ngã vì người. Nhưng Đức Giêsu bảo họ, ngôn sứ có bị rẻ rúng thì cũng chính là ở chính quê hương mình và trong gia đình mình mà thôi. Người không làm nhiều phép lạ tại đó vì họ không tin. Sau khi đã chịu phép rửa, vào hoang địa để cầu nguyện ăn chay. Có một ngày nào đó, Đức Giêsu chia tay Đức Mẹ để lên đường. Lên đường là bỏ lại ngôi làng Nazareth dấu yêu với bao kỷ niệm. Chính tại đây, Ngài đã sống hơn 30 năm trong bầu khí gia đình. Chính tại nơi này, Ngài đã lớn lên quân bình về thân xác, trí tuệ, tâm linh. Nazareth như một ngôi trường lớn, chuẩn bị cho Ngài chững chạc đi sứ vụ. Tại đây, Đức Giêsu đã làm con bác thợ Giuse và đã trở thành thợ theo truyền thống cha truyền con nối. Ngài đã được dạy nghề và hành nghề để kiếm sống cho bản thân và gia đình. Đức Giêsu là một người thợ tại Nazareth, phục vụ cho nhu cầu dân làng. Ngài biết đến cái vất vả của công việc chân tay nặng nhọc.
Đức Giê-xu không thuộc giới trí thức, thượng lưu, quyền quý. Lao động làm ngài gần với người nghèo và thấy sự đơn sơ của tâm hồn họ. Cũng tại Nazareth, đời sống cầu nguyện của Đức Giê-xu được nuôi dưỡng. Ngài học được lối cầu nguyện một mình ở nơi vắng vẻ. Đức Giê-xu có khả năng thấy sự hiện diện yêu thương của Cha nơi mọi sự, nơi một bông hoa, nơi chim trời, nơi ánh nắng và cơn mưa. Tình thân của con đối với Cha ngày càng trở nên sâu đậm. Ngài tìm ý Cha mỗi lúc và để Cha chi phối trọn vẹn đời mình. Hôm nay Đức Giê-xu trở về làng cũ sau một thời gian đi sứ vụ. Ngài vào lại hội đường quen thuộc, gặp lại những khuôn mặt đồng hương. Không rõ trước đây có lần nào bác thợ Giuse được mời giảng ở đây chưa, nhưng lần này, khi trở về với tiếng tăm từ những phép lạ làm ở nơi khác, Đức Giê-xu đã khiến dân làng sửng sốt vì sự khôn ngoan trong lời giảng dạy. Hai lần họ đặt câu hỏi: bởi đâu ông ta được như thế? Một câu hỏi rất hay nếu được tìm hiểu một cách nghiêm túc. Câu hỏi này có thể đưa họ đi rất xa để gặp được căn tính của Đức Giê-xu. Tiếc thay, dân làng Nazareth lại không quên được nghề nghiệp của Cha ngài. Họ nhớ rất rõ họ hàng gần xa của ngài là mẹ và các anh chị. Họ có thể kể tên từng anh chị em của ngài, vì đều là bà con lối xóm. Đức Giê-xu là người mà họ biết quá rõ từ thuở ấu thơ. Làm sao con người bình thường, ít học đó, lại có thể là một vị ngôn sứ? Làm sao từ ngôi làng Nazareth vô danh này lại xuất hiện ngôn sứ được? Và họ vấp ngã vì Đức Giê-xu, nghĩa là họ đã không tin vào ngài. Cái biết gần gũi của họ về ngài lại trở nên thành kiến, khiến cho họ không thể tiến sâu hơn vào mầu nhiệm con người Đức Giê-xu. Người đồng hương của ngài đã không trả lời được câu hỏi: bởi đâu? Mỗi con người là một mầu nhiệm mà ta phải khám phá mãi. Có những mầu nhiệm lớn ẩn trong lớp áo tầm thường. Dân làng Nazareth đã không nhận ra hồng phúc mà họ đang hưởng. Chúng ta cũng cần được giải thoát khỏi những cái biết hẹp hòi, để thấy mình hạnh phúc khi sống với người khác gần bên. Lạy Chúa Giê-xu, dân làng Nazareth đã không tin Chúa vì Chúa chỉ là một ông thợ thủ công. Các môn đệ đã không tin Chúa khi thấy Chúa chịu treo trên thập tự.
nhiều kẻ đã không tin Chúa là Thiên Chúa, chỉ vì Chúa sống như một con người. Cũng có lúc chúng con không tin Chúa, hiện diện dưới hình bánh mong manh, nơi một linh mục yếu đuối, trong một hội thánh còn nhiều bất toàn. Dường như Chúa thích ẩn mình nơi những gì thế gian chê bỏ, để chúng con tập nhận ra Ngài bằng con mắt đức tin. Xin thêm đức tin cho chúng con, để khiêm tốn thấy Ngài tỏ mình thật bình thường giữa lòng cuộc sống. Amen.